Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành EZ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan với Johnny 2 nha. Anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành để xem thêm những video mới nhất và có thể là đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho mình nha. Và cảm ơn em rất là nhiều và chúc em xem video vui vẻ và thoải mái. Hôm nay mình sẽ làm cái gì đây? Hôm nay ta có khá nhiều thứ hay ho để mình làm. Mình sẽ chơi event Pirata Party trước đã để xem hôm nay còn phải chơi cái cây băng nữa không. Hình như hôm nay là cái mìn nổ ấy, anh em ạ. Ha, lâu lắm không dùng cái cây này. Cái này sẽ đổi chỗ ấy, anh em ạ. Cái đổi chỗ với những cây của chúng ta. Đấy. Ta sẽ tự biến thành mìn mà. Có gì đâu, cũng không có gì quá ghê gớm cả. Ok, sẵn sàng những người anh em. Bắn thôi nào. Rồi, slow lại này thì các bạn không vào được đâu. Rồi, thập diện mai phục các kiểu ở mọi lúc mọi nơi luôn anh em. Băng giá này, mình nghĩ mình sẽ để đến đây. Mình cần thêm một cây băng nữa anh em ạ. Thật ra tôi sẽ cần thêm một cái cây băng nữa. Ôi dồi, từ rồi, tốc độ từ thôi. Tôi cần phải thêm cây anh em ơi. Đang hơi bị mệt. Ra biến ra ngoài mau cưng ơi. Tôi đang cần rất nhiều cây. Chết thật sự luôn. Bây giờ làm nào đây? Nào, cái này bên này bên giữa là 4 cây rồi anh em ạ. Tổng cộng đây có 4 cây rồi. Không quá sợ và cũng không quá lo lắng lắm. 5 cây luôn. Ở phía dưới này cũng sẽ trang bị thêm cây nha anh em. Chắc chắn luôn rồi. Rồi. Các bạn ơi cứ bình tĩnh thôi. Và bình tĩnh thôi. 5 cây luôn ạ. Tốt rồi. Chỗ nào có zombie là mình chết rồi. Chỗ này sao mà đạt được nhỉ? Vẫn đang slow nó anh em ơi. Tại sao mình vẫn slow được ở đâu ra nhỉ? Không hiểu lắm. Đẩy lại. Con này thì nó không vấn đề gì đối với mình quá. Ok, thập diện mai phục. Tất cả các mọi vị trí được sẵn sàng. Ui rồi. Con lợn sao nó vẫn đập được ở mình nhỉ? Really? Không hiểu luôn. Nào, khổng lồ, siêu to khổng lồ này anh em. Bắn nó thôi. Chết ngay, vớ vẩn. Vào với chúng tôi à? Không vào được đâu, bạn ơi. 100 coin và một đống đồ, đống vàng các kiểu bên này nữa. Continue. Ok, ta tắt cái này đi. Và mình sẽ sang với trận kế tiếp nhé. New quest available đây. Nhiệm vụ rất là nhiều. Cả một đống nhiệm vụ luôn. Arena Brightest Room này, Penny Pursuit này, Arena Match này, collect cái pack kit này. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn. Aloe sẽ được kiếm thêm mảnh của nó. Đây là hôm qua đang đánh ở cái nhiệm vụ thứ 6 của 100 game đấy anh em ạ. Thật sự cũng rất là ngon đấy, đừng đùa. Rất là đã luôn. Hơi nóng ta. Cho tầm này vừa rồi. Ái chà. Chơi kiểu gì đây anh em? Chúng ta sẽ có đọc báo và như vậy thì mình vẫn sẽ áp dụng cái chiến thuật mà mình có thể là tốt nhất mà để đỡ cái lượng tiền nhất có thể thôi. Dĩ nhiên rồi. Ha, bọn kia thì nó sẽ có cây ưu tiên sau. Một cái cây tạo ra săn trước thì nó sẽ là hợp lý nhất. Đấy, chúng ta sẽ có cây tạo ra săn rồi. Ok, và chúng ta sẽ có thêm một cây nữa để tác dụng sức mạnh à. Để xem nào, mình sẽ lấy cái gì đây? Mình sẽ lấy sấm sét à? Không, sấm sét không quá cần lắm. Đây cây bóng tối đi. Rồi, Red Rock rồi anh em, còn nó thì cũng không thể nào mà đỡ được đâu nhé. Ok, và let's go nè anh em, lên thôi. Tôi cần săn anh em, tôi cần khá săn đấy. Rồi, tôi cần thêm săn anh em. Nào. Thập diện mai phục luôn, giết luôn, vớ va vẩn. Đi đâu? Đi đâu các bạn ơi? Mình còn có thể sử dụng được một cái cây free ở bên này cơ. Cho nó chết đi. Đâu rồi?
Vớ vẩn. Ở đây có hai cái này nha. Ở đây nó có hai cái. Đúng rồi, cho rơi xuống đi. Chúng ta đang cố gắng tốt nhất có thể để đánh bọn này ở đây. Slow lại, slow lại, slow lại, slow lại, slow lại. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi đâu, đi đâu. Khó phết anh em ạ. Màn chơi càng ngày nó càng mệt ra. Càng mệt hơn. Dĩ nhiên là sẽ mệt hơn rồi. Chết rồi. Đúng rồi anh em ơi. Hợp lý đấy. Bây giờ phải làm thế nào để nó... nào phải tiêu diệt được nó anh em ạ. Rồi ok, mình nghĩ là với cái team này của mình thì mình nghĩ là có thể ăn được rồi. Cố lên anh em ơi. Không có đốt lốp bờ được quả này mình cũng chết đấy. Không ăn được đâu. Sợ thật. Vãi đạn đông thật. Đông ghê gớm luôn ạ. Đông một cách phát khiếp luôn đi. Sợ thế nhở. Nó vào quá gần chăng? Hiện tại nó vào đây là quá gần rồi đấy. Rồi mình sẽ để đây phát. Còn cây không? Còn gì không? Hết rồi anh em ơi. Và chúng ta đang đánh rất tốt ở bên này. Ở đây phát. Đúng rồi. Hút nó vào, hút nó xuống dưới địa ngục đi. Đúng rồi anh em. Đã xong. Cho lấy được rất là nhiều coi luôn. Một đống coi luôn bên này. Xong rồi chít nhở. Ôi vẫn còn này. Vẫn còn một con này. Ồ, hợp lý. Nói chung là kiếm 100 game thì cũng không phải là dễ đâu. Chúng ta cũng đang cố hết sức để kiếm thôi. Hy vọng là sẽ kiếm được 100 game. Chào. Ok, sẵn sàng. Rồi, chúng ta sẽ sang với trận kế tiếp nha anh em. Chúng ta sẽ quay trở ra và mình sẽ đây là Modern Day Dust Up. À không, thật ra thì mình vẫn đang làm một cái nhiệm vụ 100 game chứ đúng không? Chính xác là vẫn đang làm nhiệm vụ 100 game. Làm xong nhiệm vụ 100 game thì chuyển sang cái khác, có 10 ngày nhưng mà mình cũng cần phải tập trung làm đi. Và Butter Z cũng cần phải đánh nhá. Butter Z không đánh là chúng ta sẽ bị tụt hạng đấy. Không được để mất quá 5 cây 5 cái săn à. Vãi đạn. Chắc là cái này không dùng được. Thế này chắc chắn là không dùng được rồi này. Cái này thì thấy nó cũng hơi kiểu vô lý. Cái này chúng ta có thêm nhiều săn. Dùng cái Spearmin không được. Không được Rapid rồi. Chết rồi. Sử dụng cái gì đấy? Cái gì bây giờ là hợp lý đây anh em? Cái gì sẽ là hợp lý đây? Mình cũng chưa biết sử dụng cái gì cả. Gold Bloom à? Không được rồi. Gold Bloom là cũng không được anh em ạ. Thôi chọn cây bừa vậy. Chứ bây giờ tôi cũng không biết dùng cái cây gì nữa. Cái gì bây giờ để cho nó mạnh đây? Đây cây này. Cây này hình như là cây... copy chính nó nữa. Ok. Thật ra bọn này nó cũng không khỏe đâu. Mình đánh thì vẫn thắng tốt thôi. Không có gì cả. Có vẻ nó sẽ hơi khó một tí xíu thôi. Dùng mấy cái min này kiểu gì nó cũng bị ăn đòn ngay. Rồi ok. Dùng hai cái này đi. Thì nó không báo gì cả. Dùng cái bọn này không báo bất kỳ cái gì cả. Ok. Lên nào anh em. Tôi cần một cái hàng săn trước. Cái này sẽ giúp chúng ta phòng ngự trước anh em ạ. Xong rồi tính sau. Chết rồi. Mình quên tính đến cái trường hợp này rồi anh em ơi. Chết thật sự rồi. Vãi đạn thật sự anh em ạ. Tại vì mình quên không tính đến cái trường hợp như thế này. Mình để mất 4 cây là mình sẽ thua nha anh em. Chúng ta phải mất 4 cây là mình sẽ thua đấy. Ôi chết rồi. Chết, đang không có săn. Và sao đây? Và chúng ta sẽ
cho mất 3 cây nữa là mình sẽ thua nha anh em. Nếu mất 3 cây nữa thì mình sẽ tự động là mình sẽ thua đấy. Làm sao đây? Khó quá nhỉ. Cho mất nhiều cây quá rồi. Lợn thật sự luôn ạ. Chẳng biết làm nào bây giờ đây. Khó quá, map này khó chơi quá. Chỉ còn mất một cây thôi là chúng ta sẽ đài. Gần mất một cây thôi. Oh. Ôi rồi. Mình dùng cái cây kia là hơi vô lý anh em ạ. Ôi my god. Khó vãi cả đạn luôn anh em ạ. Từ từ nhá, mình sẽ cần phải tính toán xem được chơi như cái này như thế nào. Khó quá. Khó kinh hoàng, không biết chơi kiểu gì luôn. Rồi và chúng ta sẽ kết thúc mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.